dòng dao Imayo rất rất nhiều bạn hỏi và rất nhiều bạn thích. Ok, hôm nay mình sẽ review cụ thể một chút để cho các bác có thể xem nó có gì hay ho nhé. Đây là chiếc dao Imayo này, dòng Imayo của hãng Kai. Đây là series là Seki Magoroku thuộc hãng Kai nhé. Cái này thì nó sẽ có cái hay một cái là cái lưng của nó này, cái sống lưng của nó, các bạn thấy không? Cái bề mặt của nó này, một nửa dao, một nửa bề mặt lưỡi dao là được dập vân búa. Nó vừa có tác dụng làm đẹp, vừa có tác dụng chống dính, và một nửa còn lại là được mài vát, giúp cho con dao có độ sắc cực kỳ tốt luôn, độ bén cực kỳ tốt luôn nhá. Thép là thép được làm từ molybdenum vanadium. Đấy, không biết là các bạn nhìn thấy không? Đây. Dòng thép là molybdenum vanadium với độ cứng lên tới gần 60 HRC. Cán được làm từ gỗ pacca nhá, chứ không phải là nhựa nhá các bạn nhá. Gỗ pacca là dòng gỗ được ép từ rất là nhiều các lớp gỗ khác lên. Và chính vì thế cho nên là nó được có cái khắc phục những cái hạn chế của những dòng gỗ tự nhiên. Đấy là nó chống được mối mọt, chống được cong vênh, chống được nứt nẻ khi chúng ta sử dụng ở trong môi trường nhà bếp. Đó, và ở đây là sẽ là thép full tang nhá, thép full tang, và có cả phần khâu kim loại ở đây, giúp cho con dao vừa có vẻ đẹp mà lại vừa có tác dụng là giữ được cân bằng cho lưỡi dao. Rất đẹp luôn. Và chiếc này được sản xuất tại Nhật Bản nhé. Đó, hãng Kai được thành lập từ năm 1908 và đến nay đã được 115 năm. Đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Ở đây thì mình có 5 mã tất cả, 5 mã nhé. Như chiếc này là chiếc Chef 21cm này, tức là lưỡi dài 21cm, cán dài 15cm. Chiếc này là chiếc Chef 18cm. Chiếc này là chiếc Chef 15cm. Chiếc này là chiếc Santoku 15cm. Đó, rất đẹp. Cầm rất đầm tay nhé, vừa đầm tay mà lại rất là gọn. Các bạn thái cực kỳ thích luôn. Đó, và một chiếc Petty để lọc gọt hoa quả dành cho những bạn nào thích lọc gọt hoa quả của những chiếc này nhá. Giá rất tốt để trải nghiệm luôn. Dòng này sản xuất tại Nhật luôn nhá. Và tất cả sản phẩm đều được đựng trong hộp mới như thế này khi đến tay các bạn nha. Cho nên các bạn yên tâm, hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Tất cả sản phẩm bên mình cung cấp ra thị trường đều là sản phẩm mới, tuyệt đối không cung cấp sản phẩm cũ các bác nhé. Ok chưa ạ?